Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ cho biết, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo số 141 BC NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phó thủ tướng chính phủ lê minh khái kết luận ngân hàng nhà nước việt nam theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền đã triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng tuy nhiên tình hình chưa có nhiều chuyển biến giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng tình trạng tranh lệch cao giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chưa được khắc phục để tăng cường hiệu quả các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ tại các nghị quyết, công điện, chỉ thị và các văn bản có liên quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp khẩn trương, ra soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn hoạt động của thị trường vàng, khắc phục ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng theo đúng quy định pháp luật quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng Thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng theo từng lần, kiên quyết không để chậm trễ, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm 2024. Các bộ Công an, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Lực lượng biên phòng, Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường, cơ quan liên quan đến quản lý nhà nước về cạnh tranh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Ngày mùng 10 tháng 5, thị trường vàng trong nước lại chứng kiến một ngày dậy sóng. Giá vàng SJC phá đỉnh 90 triệu đồng một lượng, ngay khi các hiệu vàng mở cửa kinh doanh. Giá vàng nhẫn trơn 24K cũng nhảy lên mức kỷ lục 76 triệu đồng một lượng. Người dân kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng, nên đổ xô đến doanh nghiệp vàng lớn để mua, đẩy giá các loại vàng cùng đi lên. Đến cuối ngày, vàng miếng SJC chốt ở mức giá cao chót vót, 90,1 triệu đồng một lượng mua vào, 92,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng gần 3 triệu đồng so với một ngày trước và tăng 5 triệu đồng chỉ trong hai ngày qua. Giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng tăng vọt lên 74,85 triệu đồng một lượng mua vào, 76,55 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1,35 triệu đồng một lượng so với một ngày trước. Giá vàng trong nước nhảy vọt trong bối cảnh giá thế giới cũng tăng chóng mặt hơn 60 đô la Mỹ một ounce, khoảng 1,8 triệu đồng một lượng, lên 2.371 đô la Mỹ một ounce. Dù vậy, với tốc độ tăng của vàng SJC những ngày qua, cách biệt giữa vàng trong nước và thế giới nới rộng lên tới gần 20 triệu đồng một lượng. Trong bối cảnh giá vàng tăng sốc, người dân vẫn đổ số đến trụ sở công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, công ty SJC để mua vàng miếng SJC. Trong khi các cửa hàng khác cũng như tiệm vàng nhỏ vắng vẻ vì đang khan hiếm loại vàng này. Tình trạng xếp hàng xuất hiện khi nhiều người phải chờ cả giờ để mua được từ 1 đến 2 lượng vàng. Dù vậy, cũng có khá nhiều người đi bán vàng vì lo giá giảm trở lại. Do nhu cầu tăng đột biến, một số thời điểm công ty SGC tạm ngưng giao dịch hoặc giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua một lượng vàng miếng một ngày. Nếu mua vàng nhẫn trơn, mỗi khách hàng cũng chỉ được mua tối đa 3 chỉ một ngày thay vì 5 chỉ như trước. Trước tình hình giá vàng tăng sốc, bất chấp nỗ lực tổ chức đấu thầu bình ổn thị trường của ngân hàng nhà nước những tuần qua, nhiều ý kiến chuyên gia lẫn người dân băn khoăn phải trang mục tiêu đấu thầu vàng không đạt được. Chuyên gia tài chính, tiến sĩ Đinh Thế Hiển nhận định, ngân hàng nhà nước tổ chức đấu thầu nhưng nguồn cung từ kênh này không nhiều, bởi thực tế chỉ có 2 phiên đấu thầu thành công với khoảng 6.800 lượng vàng. Theo tiến sĩ Hiển, giá vàng trong nước đang chịu nhiều yếu tố tác động để tăng mạnh, như xu thế tăng của giá thế giới, các kênh đầu tư khác như gửi tiền tiết kiệm và bất động sản đều suy yếu, nên dòng tiền dịch chuyển sang vàng trong khi nguồn cung vàng miếng hạn chế. Một số ý kiến đặt ra vấn đề vì sao ngân hàng nhà nước không nhập khẩu vàng để có nguồn vàng nguyên liệu gia công vàng miếng SJC. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhập khẩu vàng sẽ gây ra sức ép tỷ giá, tác động nhiều tới kinh tế vĩ mô, nên ngân hàng nhà nước phải ưu tiên ổn định tỷ giá hơn vàng. Thực tế thời gian qua, giá vàng biến động mạnh nhưng không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Quan điểm này được tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn giảng viên Đại học Bristol, Vương quốc Anh ủng hộ. Ông chỉ ra hai vấn đề cần bàn về thị trường vàng ở thời điểm này. Thứ nhất, vàng quốc tế dự báo còn tăng tiếp. Nếu tranh lệch giá vàng quá cao, điều này ngân hàng nhà nước không thể can thiệp được. Thứ hai, thu hẹp tranh lệch giá vàng SJC với thế giới. Muốn vậy, có thể nhập vàng nguyên liệu, dập thành vàng miếng SJC và bán ra thị trường như nhiều ý kiến chuyên gia đề xuất. Tuy nhiên, nếu nhập khẩu vàng nhiều sẽ tiêu tốn ngoại tệ, dù doanh nghiệp đề xuất và cam kết không dùng dự trữ ngoại hối nhập vàng, nhưng vẫn ảnh hưởng cung ngoại tệ trên thị trường. Thị trường vàng trong nước những ngày đầu tháng 5 sôi sục và liên tục lập đỉnh cao mới, dù ngân hàng nhà nước đã nỗ lực tìm giải pháp tăng cung với 5 cuộc đấu thầu vàng miếng SGC. Trong đó có hai phiên có đơn vị trúng thầu với tổng số 6.800 lượng. Dù giá vàng thế giới trùng lại trong các phiên giữa tuần, nhưng sức cầu vàng dường như rất lớn. Tới sáng mùng 10 tháng 5, giá vàng miếng SJC đã cán mốc 92 triệu đồng một lượng. Đến chiều cùng ngày, vàng lên tới 92,4 triệu đồng mỗi lượng. Chuyện vàng tăng giá đã kéo theo nhiều câu chuyện phía sau. Anh LHG, 35 tuổi, ngụ quận 10 vẫn còn ngỡ ngàng khi chú ruột lặn lội từ Vũng Tàu lên thành phố Hồ Chí Minh chỉ để trả lại một cây vàng dù mình chưa đòi trả. Anh G chia sẻ, tình huống bất ngờ quá, mình đã mang vàng ra kiểm tra ở tiệm thì kẹt cứng người ra vào mua bán vàng mình tự đặt câu hỏi liệu khi mượn vàng có nhất thiết phải trả bằng vàng hay trả bằng tiền được không? Cũng trong tình cảnh éo le này, ông HV, 40 tuổi, ngụ Bình Chánh hoang mang kể. Năm nay, hợp tuổi để ông xây nhà nên đầu năm đã vay mượn mấy cây vàng của bà con dòng họ. Lúc đó vàng SGC có giá khoảng 70 triệu đồng mà đến hôm nay giá lên hơn 92 triệu đồng. Ông về lo lắng nói chỉ mới 5 tháng mà giá vàng lên hơn 20 triệu. Cả tháng nay, hai vợ chồng tôi gần như không ngủ được mong sắp tới giá vàng sẽ ổn định lại, chứ như thế này có mà vỡ nợ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ chen chân thì anh LHP 39 tuổi, ngụ quận 7 cũng đã mua được hai cây vàng. Anh P làm thầu công trình đóng cọc, luôn trong hoàn cảnh tiền đầu này phải xoay đầu kia. Trong đó đồng nghiệp thầu làm ăn chung hay mượn vàng của nhau để kịp chạy dự án. Mấy tháng nay giá vàng lên khủng khiếp, anh P lại đang nợ bạn thầu ba cây vàng. Vừa qua anh có ý muốn trả tiền ngay với ba cây vàng thời điểm đó mà người ta không chịu bắt phải trả bằng vàng. Anh P kêu, có ai ngờ vừa đi làm tỉnh về, có một ngày mà giá vàng tăng lên gần cả triệu, quá sốc. Anh P cho biết thêm phải chạy ra mua vàng để ngay trong tối trả cho đồng nghiệp. Luật sư Nguyễn Hùng Quân thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vấn đề này được quy định chặt chẽ trong điều 463 Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Bên cho vay giao tài sản cho bên vay, khi đến hạn phải trả thì bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Theo luật sư quân, nếu giữa các bên có xác lập hợp đồng vay tài sản là vàng thì bên vay vàng phải có nghĩa vụ trả vàng theo đúng thỏa thuận trước đó với bên cho vay hoặc số tiền theo đúng giá trị vàng thời điểm trả phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên. Theo pháp luật dân sự, hình thức của hợp đồng dân sự rất đa dạng, có thể bằng lời nói, văn bản, hành vi cụ thể vì thế hợp đồng bằng miệng vẫn có hiệu lực pháp luật. Nếu bên vay thừa nhận có việc vay tài sản là vàng hoặc bên cho vay có chứng cứ chứng minh bên vay đã vay tài sản là vàng thì bên vay phải có trách nhiệm trả vàng theo đúng quy định cho bên cho vay. Liên quan đến sự việc phát hiện pate có giòi bọ lúc nhúc tại quán bánh mì chảo, cột điện quán, cơ sở Thái Bình, địa chỉ tại Vincom Plaza, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã liên hệ để làm rõ thông tin và xử lý theo quy định. Luật sư Hoàng Anh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo Luật An toàn thực phẩm 2010, khái niệm an toàn thực phẩm như sau: An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Đối với trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì sẽ dựa vào tính chất, mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý vi phạm khác nhau đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt, vi phạm hành chính hoặc nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, phải bồi thường và khắc phục hậu quả nếu gây ra thiệt hại. Theo Điều 4, Nghị định 115-2018 NDCP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 124-2021 NDCP, thì đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. Ngoài ra, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền tối đa về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ các trường hợp khác theo quy định của Nghị định 115 2018 NDCP. Đối với hành vi bán đồ ăn gây ngộ độc thực phẩm cho người khác mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Theo đó, tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm mà hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể chịu hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Cũng liên quan đến sự việc này, Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán đã chính thức thông tin. Cụ thể, trên fanpage của Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo cổ Điện Quán ghi, đầu tiên, Ban Quản trị chuỗi bánh mì chảo Cột Điện Quán chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự việc xảy ra tại Cột Điện Quán Thái Bình, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng. Ngay sau khi phát hiện sự việc đáng tiếc xảy ra tại cơ sở Thái Bình, ban quản trị đã ngay lập tức cử cán bộ giám sát tới kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, từ nguyên liệu tới quy trình bảo quản, chế biến. Theo ban quản trị chuỗi bánh mì chảo, pate dùng cho bánh mì chảo là loại đóng khuôn được cấp đông, chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra, cắt và dán. Nguyên liệu này được nhập từ tổng hệ thống. Phía thương hiệu này lý giải, việc khách hàng phát hiện giòi bò lúc nhúc trong pate có thể do quá trình bảo quản pate tại cơ sở Thái Bình chưa đảm bảo quy định khiến pate bị hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị này đã gọi điện xin lỗi bà khách hàng